Fort Plotting the Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 5 tháng 6 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam ngày 6 tháng 6. Trà My kính chào quý vị. Thêm một buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị khởi tố vì vụ gian lận visa tại Việt Nam. Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương kêu gọi thỏa hiệp trong tranh chấp Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Thêm một buổi điều trần diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6, tố cáo thực trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Việt Nam. Buổi điều trần do tiểu ban phụ trách các vấn đề y tế nhân quyền toàn cầu, châu Phi và tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tổ chức, có chủ đề Chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp. Trong lời mở đầu, chủ tọa buổi điều trần cũng là chủ tịch tiểu ban, dân biểu Chris Smith nhận xét. Mặc dù bang giao Việt Mỹ đã cải thiện đáng kể từ năm 1995 cho tới nay, khi đôi bên bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không cải thiện. Trong khi Hoa Kỳ nâng cấp mậu dịch với Việt Nam, thì Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm hàng loạt các nhân quyền căn bản của công dân. Dân biểu Smith nói, dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC năm 2006, nhưng Việt Nam vẫn là một trong số các nước vi phạm quyền tự do tôn giáo trầm trọng nhất thế giới. Ông Smith trích báo cáo mới đây của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF nêu rằng Hà Nội vẫn kiểm soát tất cả các cộng đồng tôn giáo, nghiêm cấm và trừng phạt việc sinh hoạt tôn giáo độc lập và đàn áp các cá nhân hay tập thể nào bị xem là thách thức quyền lực của nhà nước. Ông cũng nhắc lại đề nghị của Ủy ban USCIRF một lần nữa, kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Trong số các nhân chứng tại buổi điều trần có giám đốc vận động bang Á Châu thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông John Sefton. Ông Sefton khẳng định tình hình nhân quyền Việt Nam ngày một xấu đi, hầu như không có một sự cải thiện nào mà chỉ có thêm án tù. Ông Sefton. Đây là hình ảnh Việt Nam hôm nay. Một chính quyền tàn bạo và đàn áp có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa, thường xuyên đàn áp những người chất vấn các việc làm của nhà nước hay đòi hỏi các giải pháp dân chủ khác. Ông Sefton tố cáo Hà Nội vẫn tiếp tục tống giam các tù nhân chính trị, sách nhiễu các hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đàn áp những người lên tiếng phê phán đảng và nhà nước hoặc tố cáo tham nhũng. Ông Sefton nói các hành vi bất đồng chính kiến tại Việt Nam luôn bị coi là tội phạm hình sự, chiếu theo các điều luật mơ hồ và độc đoán, cấm công khai phê phán chính phủ và đảng Cộng sản. Dẫn dụ cụ thể, ông Sefton cho biết, từ năm 2010 tới nay, số người bị kết án tù vì bất đồng chính kiến một cách ôn hòa tại Việt Nam không ngừng leo thang. Theo thống kê của Human Rights Watch, thì trong năm 2012 vừa qua, có ít nhất 40 trường hợp như thế. Và chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có trên 50 người bị kết án trong các phiên tòa chính trị, tức là cao hơn tổng số của cả năm ngoái. Thêm vào đó, vẫn theo lời ông Sefton, tình trạng côn đồ sách nhiễu hành hung những người bất đồng chính kiến cũng liên tục gia tăng. Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều trường hợp các nhà hoạt động bị côn đồ hay quần chúng tự phát, đánh đập mà không được công an can thiệp hay được pháp luật bảo vệ. Ông Sefton nói, lẽ ra tất cả các giới chức quân đội, ngoại giao hay thương mại của Hoa Kỳ phải đề cập đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam khi giao tiếp với Hà Nội. Nhưng thực tế cho thấy là điều này không xảy ra thường xuyên đúng mức cần thiết. Các vấn đề về tự do thông tin, tự do báo chí, đàn áp tôn giáo, cưỡng chế đất đai, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người Việt trong và ngoài nước cũng được đề cập đến trong buổi điều trần. Một nhân chứng khác, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển PPSOS, nêu vấn đề rằng đã 10 tháng qua, chính phủ Mỹ vẫn chưa hồi đáp thỉnh nguyện thư với hàng chục ngàn chữ ký gửi Tòa Bạch Ốc yêu cầu bênh vực quyền lợi, tài sản, đất đai của công dân Mỹ gốc Việt bị Hà Nội chiếm đoạt xâm phạm kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Tiến sĩ Thắng. Thông qua tiểu ban này, chúng tôi kêu gọi đại diện thương mại của chính phủ Mỹ trong các cuộc thương lượng với Hà Nội về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, đòi hỏi Việt Nam bồi thường cho tất cả các công dân Mỹ bị thiệt hại, kể cả công dân Mỹ gốc Việt, đồng thời yêu cầu Hà Nội phải ngừng các hoạt động tịch thu, cưỡng chiếm đất đai. Đại diện của Human Rights Watch tại buổi điều trần cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhìn các sự việc đúng thực chất.
Ông Sefton nói, kỳ vọng của chính phủ Mỹ rằng các cuộc đối thoại quân sự chiến lược và đàm phán thương mại với Việt Nam có thể khuyến khích Hà Nội thay đổi, cải thiện thành tích nhân quyền là sai lầm và là một phương pháp không hiệu quả, vì chính quyền Việt Nam không hề nới lỏng nắm đấm của họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền đề nghị tiểu bang này và toàn bộ Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ chất vấn chính quyền Tổng thống Obama một cách nghiêm khắc về nội dung cuộc đối thoại hiện nay với Việt Nam. Human Rights Watch nhấn mạnh, chính phủ Hoa Kỳ cần có hành động trước thái độ bất khoan nhượng kéo dài của Hà Nội, chẳng hạn như bỏ qua Việt Nam trong các cuộc đàm phán TPP và các cuộc thương lượng mậu dịch song phương khác, cũng như bắt đầu xem lại các hoạt động giao tiếp, hợp tác quân sự với Việt Nam. Buổi điều trần kết thúc với lời cam kết rằng tiểu bang phụ trách các vấn đề y tế nhân quyền toàn cầu châu Phi và các tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Bởi lẽ người dân Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn bị đàn áp bởi những kẻ cầm quyền độc tài, tàn bạo là một thực trạng không thể bỏ qua. Và Hoa Kỳ cần phải đứng về phía những người khao khát tự do, những người phản đối độc tài và đàn áp. Trong số các nhân chứng tham gia điều trần còn có cựu dân biểu Mỹ gốc Việt Cao Quang Ánh, nhà sư Danh Tô thuộc Giáo hội Phật giáo Khmer. Một nạn nhân bị đàn áp đã chạy sang Thái Lan lánh nạn sau khi mãn hạn tù vì tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và bà Holy Ngô, công dân Mỹ gốc Việt, là nạn nhân bị chính quyền Việt Nam tịch thu tài sản. Cuộc điều trần chiều ngày 4 tháng 6 nằm trong khuôn khổ hàng loạt các hoạt động trong hai ngày tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, bắt đầu hôm 3 tháng 6 do Ủy ban BBSOS khởi xướng. Một buổi điều trần kế tiếp diễn ra hôm nay, ngày 5 tháng 6, tại tiểu bang châu Á-Thái Bình Dương, cũng thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Các giới chức hành pháp trong chính phủ của Tổng thống Barack Obama ra điều trần về các mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam, bao gồm quyền trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Joseph Yeung và phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ, lao động, nhân quyền Daniel Baer, người đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ sang Hà Nội đối thoại nhân quyền hôm 12 tháng 4 vừa qua. Một nhà ngoại giao Mỹ bị khởi tố trong âm mưu gian lận visa mà các công dân Việt Nam đã phải chi trả từ 20.000 tới 70.000 đô la để có được thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ. Theo hồ sơ tòa án, ông Michael Todd Sestak, 41 tuổi, đã ra trình diện trước tòa án liên bang ở Washington hôm 4 tháng 6 và sẽ tiếp tục bị giam cho tới khi có bước xử kế tiếp. Tội danh của ông gồm có nhận hối lộ và gian lận thị thực. Ông Sestak là trưởng bộ phận cấp visa tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và theo cáo trạng, ông đã nhận hối lộ để cấp visa kể từ tháng 3 năm ngoái. Ông đã hợp tác với một số đồng phạm làm trung gian với những người Việt không thể tự mình làm thủ tục xin visa hoặc đã bị từ chối cấp visa đi Mỹ. Theo lời của các công tố viên, thì nhóm này còn khuyến khích những người Việt Nam vào Mỹ bằng visa du lịch để tiếp tục ở lại Mỹ quá hạn. Ông Sestak bị nghi là đã nhận nhiều triệu đô la và đã chuyển tiền ra khỏi Việt Nam để mua bất động sản tại Thái Lan. Tháng 7 năm 2012, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo về vụ gian lận visa, cho biết là từ cuối tháng 5 cho tới đầu tháng 7 năm ngoái, một ngôi làng ở Việt Nam đã có trên 50 người nhận được visa trong đường dây này. Về tình hình Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ chống lại các động thái nào của bất kỳ quốc gia nào muốn dùng võ lực để làm chủ Biển Đông. Tuy nhiên, các phe đòi chủ quyền cần đoạt thỏa hiệp để giải quyết tranh chấp. Đó là tuyên bố của Đô đốc Samuel Locklear, tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương hôm 5 tháng 6 khi tới Malaysia. Đô đốc Locklear nói rằng cần phải duy trì nguyên trạng cho tới khi nào đạt được Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC hoặc một giải pháp được các nước đòi chủ quyền chấp nhận một cách hòa bình. Các nước Đông Nam Á muốn ký với Trung Quốc Bộ Quy tắc COC có hiệu lực ràng buộc pháp lý để ngăn ngừa các hành động thù nghịch và tránh xảy ra xung đột quân sự. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa nói rõ ràng khi nào thì họ sẽ đàm phán về COC. Đô đốc Locklear nói Hoa Kỳ không đứng về phe nào, nhưng cần phải có bộ quy tắc COC để giới quân sự có thể hiểu được những giới hạn mà họ có thể làm để có được một giải pháp hòa bình tốt nhất. Khác với Trung Quốc chỉ muốn đàm phán tay đôi với từng nước, Đô đốc Locklear cho rằng về lâu về dài, giải pháp đa phương có vẻ hợp lý hơn. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon sắp từ chức và được thay thế bởi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice. Ông Donilon, một viên cố vấn chính sách then chốt của Tổng thống Obama, dự kiến sẽ rời chức vào tháng tới. Bà Rice, một người thân cận với ông Obama, đang gặp phải sự chỉ trích của phe Cộng hòa ở Quốc hội trong khuôn khổ của những cuộc điều tra về vụ tấn công gây chết người tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya hồi năm ngoái.
Bà Rice từng được xem là người sẽ lên thay bà Hillary Clinton giữ chức ngoại trưởng, nhưng bà đã phải rút lui trong lúc bị phe Cộng hòa chỉ trích. Giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết bà Samantha Power, một viên cố vấn của ông Obama, sẽ được đề cử làm người thay bà Rice tại Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát Nga hôm thứ Ba vừa bố ráp một thành phố ngầm ngay bên dưới chợ Vòm, Chekizovsky, và bắt giữ hơn 200 người lao động may mặc bất hợp pháp. Thông tấn xã RIA Novosti của Nga nói hơn 100 người là công dân Việt Nam đã bị bắt giữ. Video được Bộ Nội vụ Nga công bố cho thấy một tổ hợp những gian phòng dưới lòng đất được dùng để làm xưởng may và nơi sinh hoạt của công nhân. Có cả một quán cà phê, rạp chiếu phim, sòng bạc và chuồng nuôi gà. Dường như những người lao động bị nhốt trong khu phức hợp rộng lớn này để làm việc. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Nga cũng bắt giữ hơn 300 người lao động Việt Nam trái phép làm việc tại một xưởng may hàng thể thao in lậu biểu tượng Olympic ở Moscow. Tình trạng người lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Nga bị ngược đãi và bóc lột đang ngày càng trở nên phổ biến và trầm trọng. Dù Việt Nam đã ban hành luật phòng chống buôn người, nhưng việc thực thi luật này vẫn là điều gây nhiều ngờ vực. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Các chuyên gia tài nguyên môi trường cho biết, nhiều quốc gia ở châu Á đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nước nếu họ không giải quyết được sự quản lý yếu kém có thể dẫn tới tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nhiều nước khác cũng đang chật vật để ngăn chặn những trận lụt lớn. Video sau đây ghi lại hội nghị cấp cao về chủ đề này vừa kết thúc tại thành phố Chiang Mai của Thái Lan. Không có dấu hiệu nào là thiếu nước ở miền Bắc Thái Lan vào lúc diễn ra hội nghị về nước tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng bên trong hội nghị, nhiều người cho rằng châu Á có thể gặp khủng hoảng. Chuyên viên Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Khu Wan Singh nói, Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia sử dụng nước lớn nhất khu vực, sẽ phải trả giá đắt. Hầu hết các công nghiệp đang giúp tăng trưởng kinh tế khu vực, buộc phải có nguồn nước ổn định cho một số khâu trong chu kỳ sản xuất của họ. Tiếp theo là cư dân thành thị, mỗi ngày một đông trong khu vực, cần thêm nước để uống, để giữ vệ sinh cá nhân, và nước cũng cần cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu nước ở Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới đây, trong lúc Trung Quốc sẽ tăng 32%. Trong khi đó, nhiều đập thủy điện đang được xây dựng trên sông Mekong và có ít nhất 11 con đập mới đang được lên kế hoạch. Những diễn tiến này làm cho nhiều đại biểu phái đoàn chính phủ lo ngại, trong đó có Việt Nam. Hơn 60% tổng số nguồn lực nước của Việt Nam đến từ nước ngoài, lãnh thổ của chúng tôi, và được phân bổ một cách không đồng đều trên các khu vực địa dư. Trong đó có 60% nguồn nước được phân bổ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam. Các đại biểu cũng thảo luận để ngăn những thảm họa do nước gây ra, giống như trận lụt ở Thái Lan năm 2011, giết hơn 800 người. Chuyên viên của Thái Lan, ông Subhachakwari cho biết, một trong các giải pháp là cải tiến công nghệ. Chúng tôi theo dõi sát những nơi mưa nhiều và đã lập một mạng lưới nhân viên ở nhiều khu vực khác nhau để có thể xác nhận tình hình chính xác. Họ cũng giống như những camera theo dõi an ninh vậy. Trước tình hình nguồn nước sạch và ổn định có vẻ không mấy lạc quan, nỗ lực giải quyết vấn đề này chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 6, 2013. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.